Học về thiến sang, thiến sang, thiến san, điền, điền sơn, thiến san, điền sơn, cát ta xả, tí su, cơ xảo, su à, su bẩn, su bẩn. Sư bản na xiao thì sang đến sơn thư sản ta chân na tia thì sang đến chưa thư sản na pia này chúng ta tiếp tục một cuốn sách trước khi đến với cuốn sách thì mình sẽ sang điểm sinh tiến sang Điền Sơn tiến sang Điền Sơn chinh khóa bác sĩ xã là xưa quá sĩ xeo mà lộ sản sinh muốn dựa vào bờ vai này nó na tiến san điền sơn chinh khóa xin khả lại sơ lại xin sơ sơn điền sơn chinh khóa chúng ta bắt đầu bị cha, tôi là cha là sư ma, hóa sư xí chân, xuyên sư chan, xin chữ, chỉnh sư, khan phu, xin lo, phan mê em trai cha, ai kết thân đi tin, biết sẽ khát mãi ai, khát vậy bé. Thiền sân, thiền san, điền sơn. Xin khổ, sân lại, sản phụ, xin sử sa, khó sử, lính thư nến sinh lái sử bình sử khan sử tinh sử lái sang phan phản khản lộ phan phản khản lộ phan phản khản lộ攀盘砍喽，真是。开始跟山坡来是天生海阔马头长，拉斯拉开口行驶，变春了。
xin sự sẽ sẽ sâu khá là bạn bạn bè天生，天生。天生。天生餐馆，来是。中国，ở đây còn có một câu chuyện khác, đó là天神辗转还是什么？星矢谁看还？天使禅师，天华，天华来是什么？天使禅菩萨是禅光，他是天湖来，天瓢，可来心事，天爱说哈。三河来嘛，老师办啦，卡有上铺来，听，他是来爬梯卡啦，爬梯啦，看词行词。看铺才来看去，行事。应对。
先洗啥先呢？quan sự à, còn đây là một câu chuyện khác. Chiếc nhẫn này là của một trang trại. Tôi thường mua tấm thảm do bà vợ ông ấy dệt. Mấy năm trước đây, trang trại của tôi bị phao châu chấu phá hoại, mất sạch mùa màng. Tôi đã cho ông ấy vay tiền để mua lương thực và hạt giống mới. Đến vụ mùa tiếp theo ông ấy liền trả hết vốn, tiền vốn lẫn tiền lãi cho tôi. Bẵng đi một thời gian, ông chủ trang trại lại tìm đến tôi và thuật lại một câu chuyện phương xa cho biết ở quê. Trái tiền vốn tiền lãi bẵng đi một thời gian, ông chủ trang trại này tìm đến tôi và thuật lại chuyện người phương xa ấy và cho biết và cho biết bản thân đến cho biết ở quê ông của ông ấy có nuôi một bầy dê rất kỳ lạ, chúng có một bộ lông dài rất mượt mà mềm mại. Ông ấy muốn có một bộ lông như thế để dệt vải. Ông bày tỏ ý định muốn mua bầy dê đó nhưng không có tiền nên đến chỗ tôi để vay. Nên đến chỗ tôi để vay. Dự định này rất tốt nên tôi sẵn lòng giúp đỡ cho ông ấy. Một năm sau tôi ngạc nhiên khi thấy các nhà giàu ở Babylon trải những tấm thảm rất đẹp. Có thể nói từ trước đến nay ở Babylon chưa có tấm thảm nào đẹp như thế này cả. Sau này vợ tôi biết được những tấm thảm ấy do bà vợ của người chủ trang trại kia dệt lên. Ít hôm nữa ông ấy sẽ đến trả tiền cho tôi và nhận lại chiếc nhẫn này. Có nhiều người vay tiền làm được như thế không? Anh Marathon Rodan hỏi lại. Nếu họ vay vì mục đích làm việc kiếm tiền thì điều đó vẫn có thể xảy ra và số tiền vay đó đảm bảo họ sẽ trả lại được. Nhưng nếu họ vay tiền vì gặp tình huống ngặt nghèo, khốn khổ, tôi khuyên anh cần phải hết sức thận trọng vì đối với những trường hợp này rất có thể họ không có tiền để trả lợi cho anh đâu. Anh Marathon à, anh hãy làm ơn nói rõ cho tôi nghe về trường hợp này đi. Rodan vừa nói vừa cầm lên một chiếc vòng xuyến bằng vàng có khảm những viên đá quý rất đẹp. Người chủ của chiếc xuyến này là từng là người bạn của tôi. Marathon hóm hình bảo bà ấy khá mập mạp và hay bếp xếp mọi mọi chuyện khiến nhiều lúc tôi phát điên lên vì bà ấy. Marathon kể tiếp, thời gian trước đây bà ta sở hữu khá nhiều tài sản, đã từng là khách hàng tốt của tôi. Bà có một đứa con trai và mong muốn nó trở thành một thương gia giàu có. Một hôm người chủ của chiếc xuyến này người chủ Thời gian nói nhiều tài sản và từng là khách hàng tốt của tôi. Bà có một con trai và luôn mong muốn nó trở thành một thương gia giàu có. Một hôm, bà ấy tìm đến tôi và vay một số vàng để cho con trai bà ấy góp vốn làm ăn chung với một người chủ đoàn lữ hành. Thế nhưng, chung với một người chủ đoàn lữ hành xin là một phần đó số tiền nó vay. Bây giờ bà chỉ muốn trang sức này để làm vật chứng nữ hàng ngày và một gã thuyền chuyên đi lừa gạt. Tuy nhiên người chủ đoàn nữ hàng này là một gã chuyên đi lừa gạt tiền bạc của người khác. Một hôm ông ấy lén ôm hết tiền bạc tài sản góp chung của hai người bỏ đi mất, khiến chàng thanh niên đáng thương lúc đó đang ngủ bơ vơ ở một xú lạ với cái túi đũng không. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của đoàn thương nhân tốt bụng, anh ta mới về nhà được. Có thể tôi phải nhờ chờ cho đến khi anh ấy có đủ khả năng làm ra tiền mới đòi số tiền cho vay đó. Bây giờ tôi chỉ có thể giữ đồ trang sức này để làm vật chứng. Bà ấy tuy nhiên người đàn hàng này là một gã chuyên đi lừa gạt tiền bạc của người khác. Một hôm ông ta lén ôm hết tiền bạc tài sản góp chung của hai người bỏ đi mất, khiến chàng thanh niên đáng thương lúc đó đang ngủ phải bơ vơ vào một số lạ túi đống không.
Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của một đoàn thương nhân tốt bụng, anh ta mới trở về nhà được. Có thể tôi phải chờ đến khi anh ấy có khả năng làm ra tiền mới đòi được số tiền cho vay đó. Bây giờ tôi chỉ có thể giữ món đồ trang sức này để làm vật chứng. Bà ấy có xin ý kiến của anh về việc sử dụng số tiền vay đó không? Hoàn toàn không, ngược lại bà ấy khoe khoang với mọi người rằng rằng con trai bà ta sẽ trở thành một thương gia giàu có và đầy quyền lực ở Babylon. Tôi đã dùng những lời lẽ khôn ngoan để phân tích cho bà ấy hiểu, nhưng bà ấy lại bà nhưng mà ta mắng cho một trận. Thật ra tôi cũng chẳng biết các chàng trai trẻ còn thiếu kinh nghiệm cho thiếu cũng chẳng biết cho các chàng trai thiếu kinh nghiệm vay tiền là rất mạo hiểm, nhưng vì bà ấy mang vật đến để bảo hiểm bảo đảm nên tôi không thể từ chối được. Đồng thời tôi cũng muốn giúp đỡ những chàng trai này, miễn họ có ý chí quyết tâm làm việc cũng giống như tôi lúc còn trẻ phát triển sự nghiệp bằng cách đi vay tiền như thế. Cái này là của Nebater, người buôn lạc đà ở Babylon. Marathon vừa nói vừa cầm lên một đoạn dây thừng đã thắt thành gút. Khi muốn vay tiền của tôi để mua lạc đà, anh ấy đến anh tất nhiên tôi sẵn lòng cho anh ta vay tiền, bởi vì Lebater là một người là một lái buôn khôn ngoan và tôi rất tin tưởng vào khả năng tính toán thông minh lanh lợi của anh ta. Cái này là của Lebater, người buôn lạc đà ở Babylon. Marathon vừa nói vừa cầm lên một dây thừng đã rất thắt thành nút. Khi muốn vay số tiền của tôi mua lạc đà, anh ấy mang đến cái út dây này để làm vật chứng. Tất nhiên tôi sẵn sàng cho anh ta vay tiền, bởi vì Nebater là một thương lái khôn ngoan mà tôi tin tưởng vào khả năng tính toán thông minh lanh lợi của anh ta. Ngoài ra tôi cũng tin tưởng vào các thương nhân khác ở Babylon, bởi vì họ rất uy tín. Những bằng chứng vay tiền của họ đến rồi đi thường xuyên chứ không lầm lì như cái hòm này. Những thương gia giỏi là nhân tố kiếm ra nhiều ra tiền và tích trữ tiền tốt nhất cho các vương quốc tích trữ tiền tốt nhất cho vương quốc của chúng ta. Vì vậy tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ để công việc buôn bán kinh doanh của họ được thuận lợi và mang lại thịnh vượng cho Babylon. Marathon lấy một ra một vật có hình dáng giống như con bọ bằng ngọc lam, rồi thuận tay liệng nó lên sàn nhà một cách miệt thị. Đây là con bọ có nguồn gốc từ Ai Cập. Người chủ của nó chẳng quan tâm đến việc trả nợ của tôi, và có lẽ suốt đời tôi không thể lấy lại những món tiền đó. Tôi đã nhiều lần đến đòi nợ nhưng hắn trả lời tỉnh bơ: tôi thật sự không có một xu nào để trả nợ cho anh. Cuộc sống của tôi hiện tại rất khốn khổ. Trong khi đó, nếu nếu không đòi được số tiền tôi nợ anh, tài sản của anh có vơi bớt bớt đi chút nào đâu. Anh vẫn còn khối vàng đó chứ. Tôi biết làm gì với hắn ta bây giờ. Giờ đây, ngay cả người cha hiền lành của hắn cũng vì hắn mà ngay cả người cha hiền lành của hắn thì cũng phải vì hắn mà ngay cả người cha hiền lành của hắn thì cũng phải vì hắn mà ngay cả người cha hiền lành của hắn. 12 ngày 12 tháng 11. Thank you.
những nhà đầu tư hợp tâm nó nằm trong việc thực hiện viễn cảnh đầy hứa hẹn của mình. Họ họ không nghĩ đến chuyện tài sản và lực của mình khi còn bị hạn chế, thậm chí không để ý đến những lời khuyên đúng đắn của những người đi trước đến khi công việc đổ vỡ. Đến khi công việc đổ vỡ khi công việc thủ không nghĩ đến chuyện tài sản, mình thậm chí không đến những lời khuyên đúng đắn của những người đi trước đến khi công việc bị đổ vỡ, họ mới cay đắng nhận ra những bài học đắt giá. Nhưng khi công việc bị đổ vỡ, họ mới cay đắng nhận ra những bài học đắt giá cho bản thân mình. Điều đáng nói ở đây là mỗi lần thất bại, họ gánh thêm một khoản nợ, và thay vì cố gắng thay đổi cuộc sống tốt hơn, họ lại rơi vào cảnh bần cùng, bế tắc, thậm chí mất hết lòng tự trọng, sự tự tin và ý chí phấn đấu. Đến khi công việc bị đổ vỡ, họ mới cay đắng nhận ra những bài học cho bản thân mình. Điều đáng nói ở đây là mỗi lần thất bại, họ đánh họ lại cái này họ họ lại gánh thêm họ lại gánh thêm một món nợ, và thay vì cố gắng thay đổi cuộc sống tốt hơn thì họ lại rơi vào cảnh bần cùng, bế tắc, thậm chí là mất hết lòng tự trọng, sự tự tin, ý chí phấn đấu. Anh thấy đó, con bọ này sẽ nằm mãi trong đây. Anh đã cho tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị, anh Marathon ạ. Rodan nói, bây giờ theo anh. Bây giờ theo anh, tôi có nên cho người anh rể vay 50 đồng tiền vàng không? Anh cũng biết số tiền này rất lớn đối với thu nhập hàng tháng của tôi. Chị của anh là một người đàn bà đảm đang, khéo léo, khiến tôi rất nể trọng. Vì vậy, nếu chồng chị ấy ngỏ lời vay tiền, tôi sẽ hỏi anh ấy sử dụng số tiền này như thế nào. Nếu mà Abraman trả lời muốn vay để trở thành một thương gia thành đạt, để gia đình vợ con anh được sống sung sướng giàu sang, thì tôi sẽ hỏi tiếp anh có biết cách nào làm ăn buôn bán không. Anh có biết cách làm ăn buôn bán không? Anh có biết đến nơi nào để mua hàng và giá trị thấp và bán lại hàng giá trị không? Theo anh ta có thể trả lời có với những câu hỏi này không? Không, anh ấy không thể làm được những điều đó đâu. Tôi đang thừa nhận Aman chỉ có thể giúp tôi những công việc trong cửa hàng rèn gió mắc mà thôi. Vậy thì anh có thể nói rằng
vậy thì có thể nói rằng cho dù mục đích của anh ta rất cao đẹp, với khả năng làm như vậy anh ấy chưa thể trở thành thương gia được. Trước khi anh trở thành thương gia, anh Araman cần phải học và tinh thông nghề nghiệp buôn bán, và trong quá trình học hỏi và trải nghiệm anh ấy không nên mạo hiểm với số tiền đó được. Lần đó ước muốn của Araman dù rất đáng trân trọng nhưng anh không thể cho anh ấy mượn tiền được. Nhưng nếu anh Araman trả lời vâng, tôi đã làm việc với các rất nhiều các thương gia, tôi đã biết cách đi tới Samia để mua những tấm thảm với giá rất thấp do những người nội trợ dệt. Sau đó tôi đem bán chúng cho những nhà giàu ở Babylon với giá cao để lấy hơn để lấy lợi. Khi đó tôi sẽ nói tham vọng của anh khiến tôi nể phục với những hiểu biết khôn ngoan đó. Tôi tin anh sẽ thành công, vì vậy tôi vui lòng cho anh mượn 50 đồng tiền vàng nếu anh đảm bảo với tôi rằng anh có thể hoàn thành à nếu anh đảm bảo với tôi rằng anh có thể hoàn thành trả lại cho tôi trong thời gian sớm nhất. Nhưng nếu anh ta bảo tôi chẳng có vật gì để đảm bảo ngoài việc tôi là một người đàng hoàng và hứa trả đầy đủ cho anh trong thời gian có thể, khi đó tôi đáp lại tôi rất quý từng đồng vàng của tôi. Vì vậy nếu trong khi anh tới Asinaman vì gặp bị cướp lấy mất số vàng, hay quay về bị bọn chúng phỗng tay trên trong số vàng hóa ấy, thì anh sẽ lấy gì để trả nợ cho tôi? Nếu anh không có tiền để hoàn trả, có phải tôi đã đánh mất hoàn toàn số tiền đó được không? Anh thấy đấy đồ đan ạ. Vàng vàng là hàng hóa của người làm nghề buôn bán cho vay tiền. Việc cho vay dễ rất dễ dàng khó đòi lại. Việc cho vay thì rất dễ dàng thì rất khó đòi lại. Đối với người cho vay giàu kinh nghiệm, họ không bao giờ mạo hiểm trong công việc của mình, và ngược lại họ luôn tìm cách để buộc người vay tiền hoàn trả đúng hẹn. Thế mà nó tiếp giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoàn nạn hay đang khởi đầu sự nghiệp là điều cần thiết, nhưng anh phải biết cách giúp họ một cách khôn ngoan, nếu không anh sẽ giống như con lừa trong câu chuyện tôi vừa kể, chỉ phải gánh những gánh nặng của người khác mà thôi. Đô Đa là nghe lời khuyên của anh đây, của tôi đây, anh hãy giữ lấy 50 đồng tiền vàng đó vì nó là phần thưởng chính chính đáng cho công sức lao động vất vả mà anh làm nên. Không ai có quyền buộc anh phải chia sớt cho người khác, trừ phi ý của anh muốn. Nếu anh muốn cho vay số tiền đó để kiếm thêm nhiều vàng thì hãy thực hiện hết sức thận trọng và phân ra nhiều nơi. Tôi không muốn để vàng nằm im trong túi, cho dù cũng rất sợ gặp phần rủi ro bất chắc. Nếu anh muốn vay số tiền đó thì kiếm nhiều vàng, hãy thực hiện. Tôi đang im lặng suy nghĩ về lời của Manthon rồi nói, được hỏi anh làm nghề này giờ mắc có bao nhiêu năm rồi, đã tròn 3 năm. Tôi đang trả lời mà năm đó anh có thể giành được bao nhiêu từ ngoài số tiền thưởng của nhà vua 3 đồng tiền vàng. Mỗi năm anh làm việc vất vả cật lực chỉ để dành ra được 1 đồng tiền mà thôi, quả đúng như thế vậy à? Nếu giành được 50 đồng tiền vàng ấy, phải mất 50 năm làm việc hết mình sao, cả một cuộc đời làm việc ấy chứ. Anh có cho phép người chị của anh mạo hiểm với số tiền mà anh có thể phải dành dụm trong suốt 50 năm làm việc cực nhọc bên cái lò nấu đồng để cho chồng chị ta được có được kinh nghiệm trở thành một thương gia không? Không thể như thế được, Doran thốt lên. Vậy thì anh hãy đến gặp chị của anh và nói rằng trong 3 năm em chăm chỉ làm việc nên dư được 3 đồng vàng, chị là người thân duy nhất của em và em cũng rất mong chồng của chị có cơ hội trở nên giàu có. Nếu anh Araman có thể chứng tỏ em là người bạn thân của chứng tỏ cho em và người bạn thân của em là Marathon kế hoạch làm việc làm ăn của anh ấy đạt được kết quả tốt thì em rất vui lòng để cho anh ấy mượn toàn bộ số tiền dành dụm của em trong 3 năm qua. Là như vậy. Còn nếu anh Araman thất bại thì số tiền của anh ấy nợ cũng không vượt qua khả năng chi trả của anh ta. Tôi là người sở hữu rất nhiều vàng và tôi cũng dùng số vàng để giúp những người khác buôn bán làm ăn. Điều này không những tạo điều kiện cho họ trở nên giàu có mà qua đó còn có thể chi kiếm thêm vàng cho mình. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm trong công việc này, tôi phải làm lụng vất vả, tính toán cẩn thận và tích lũy trong thời gian dài mới có được số vàng đó. Do thế tôi sẽ không thể để cho bất kỳ ai vay số tiền nếu tôi không tin tưởng khả năng hoàn tiền của họ được. Ngoài ra tôi cũng không muốn cho vay nếu số tiền lãi không được thanh toán nhanh chóng đến khi đến kỳ hạn.
qua câu chuyện vừa kể có thể hiểu được người thường muốn vay tiền nhưng lại ít người có khả năng trả nợ. Có người cho rằng họ sẽ kinh doanh thành công nếu có vàng trong tay, nhưng trên thực tế họ gặp thất bại, đó là vì họ không đánh giá đúng được năng lực của mình. Anh Rodan à, bây giờ anh có thể may mắn sở hữu được 50 đồng tiền vàng để duy trì sự giàu có của mình. Anh nên tìm cách cho số vàng đó sinh lợi. Cách tốt nhất là anh trở thành một người cho vay vàng giống như tôi vậy, nếu anh biết giữ gìn tài sản của mình một cách an toàn. Và chắc chắn thì tôi có thể đảm bảo cuộc sống của anh từ đây trở đi luôn đầy đủ và sung túc. Nếu anh có dự định thực hiện một số công việc nào đó, anh hãy mạnh dạn hợp tác với những người có nhiều kinh nghiệm, khôn ngoan và uy tín trong lĩnh vực mà anh định tham gia. Nhờ vào họ, một mặt anh có thể học hỏi, tiếp thu nhiều kinh nghiệm, mặt khác số tài sản của anh không những được an toàn mà còn sinh ra lợi nhuận. Quà của nhà vua có lẽ là đem lại cho anh nhiều cơ hội tốt. Tuy nhiên, nếu anh muốn nắm giữ 50 đồng tiền đó thật kín đáo và cẩn thận, bởi vì theo kinh nghiệm của tôi thì sẽ có nhiều đến khuyến dụ anh và những ý đồ không tốt. Anh phải đảm bảo khi cho một đồng tiền vàng nó ra khỏi túi thì nhất định phải quay trở lại túi của anh đúng hạn. Nếu anh cần thêm những lời khuyên thì những khác thì hãy quay lại đây. Tôi rất sẵn lòng để giúp anh trong mọi công việc. Thà thừa một thận trong nhỏ còn hơn phải gánh một chịu một điều ân hận lớn về sau. Anh nên nhớ cuộc sống như thuộc lòng của câu nói này nhé, bởi vì nó đã là bí quyết thành công của tôi đấy. Tôi đang xúc động và cảm ơn những lời khuyên tận tình của Marathon rồi ra về. Khác với lúc đây, bây giờ trong đầu óc của đời anh dường như đã mở sang trang mới sáng sủa hơn rất nhiều. Thà thừa một nếu anh có lời khuyên khác anh đây anh nên nhớ trong lòng câu này, thà phải anh chịu một điều hận hướng lên sau. Câu chuyện tiếp theo là về người buôn lạc đà ở Babylon. Khi chúng ta đói, tinh thần của chúng ta sẽ trở nên sáng suốt và nhạy cảm hơn các mùi thơm của thức ăn. Khi mà đói, tinh thần của chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn và nhạy cảm hơn với các mùi thức ăn. Tak-Hát, con trai của ông Ajua, chắc hẳn cũng đang nghĩ tới như thế. Đã 2 ngày qua, anh ta chưa hề nếm một chút thức ăn nào ngoại trừ 2 quả vả nhỏ xíu do anh ta trộm trong vườn của người khác. Từ sáng đến trưa, anh cứ dạo bước loanh quanh các quầy hàng bán hàng những món ăn thơm phức và mong có một đồng bạc để có thể chén chúng cho thỏa thích. Anh rất đói nhưng dám bước vào một hàng ăn nào vì anh biết. Không, anh biết ở đây cũng không bao giờ chịu bán cho bất cứ ai dù số tiền nhỏ một cốc rượu nhạt. Trong lúc đang bần thần như vậy, bỗng nhiên anh đối mặt với một người đàn ông mà bấy lâu nay anh luôn né tránh, đó là Dabasơ, người buôn lạc đà ở thành Babylon và cũng là chủ nợ của anh. Trước đây, anh từng cho vay tiền Dabasơ và hứa sẽ hoàn trả đúng kỳ hạn, nhưng anh không giữ đúng lời hứa. Gương mặt của Dabasơ như bắt được vàng khi nhận ra Takat. À, Takat đây rồi, tôi đã nhiều lần đi tìm cậu để đòi một đồng và 2 hào bạc mà cậu đã mượn tôi trước đây. Trời xui đất khiến thế nào lại gặp được cậu ngay ở đây, có phải thế không ạ? Gương mặt của Takat trở nên bối rối và lúng túng. Anh chẳng có hơi sức để phân minh với Dabashi. Tôi xin lỗi, tôi thật tiếc vì điều đó, anh lắp bắp một cách yếu ớt. Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng không có đồng nào để trả nợ cho ông. Sao cậu nói vậy được, Takat? Dabashi cao giọng. Cậu làm gì được không 1 hào để có cách trả cho tôi? Thật sự, lúc đó tôi rất túng bấn nên chưa thể trả nợ cho ông được. Túng bấn ư? Tại sao trên đất phàm này có thể đi vay tiền cho tôi, vay tiền của tôi rồi sau đó mỗi lần gặp tôi cậu lại viện lý do túng bấn nên chưa thể trả nợ được? Hãy theo tôi vào trong quán, tôi muốn cậu nghe một câu chuyện trong lúc tôi ăn một chút gì đó. Tôi đang đói bụng lắm đây. Tôi cô em mà Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ.
Vâng ạ. Vâng ạ. Nhưng tại em không có thời gian làm quá nên thôi chịu ạ. Không, em không có người yêu ạ. Vâng, thôi thấp chịu rồi. Không, nó giỏi à. Tuy nhiên em xin nói biết rõ những gì ta cắt nghĩ trong đầu, không mỉm cười và khoát tay vào khách hàng trong quán đã bác nói với ta cắt. Tôi vừa nghe một người từ Ufa trở về kể rằng ở nơi đó có một người đàn ông giàu có đang sở hữu một phiến đá trong suốt đến nỗi một người có thể nhìn xuyên qua nó và thấy một vật ở bên kia, điều đặc biệt là nó màu vàng nên cảnh vật nhìn qua phiến đá nó trở nên rất khác lạ. Nó không giống như cảnh vật hàng ngày mà chúng ta thường thấy. Theo cậu, điều này tạo nên anh buộc phải sở hữu. Tất cả đầu tiên sổ hồ anh thu buộc phải ngồi đây và uống nước lạnh khi đã bắt ngồi những cái đùi dê thôi. Cảm thấy do dự trước sự thay đổi thái độ của Davasi, nếu mà trong quán không lẽ anh ta ngồi nhìn Davasi ăn uống cách ngon lành, còn mình thì không có được nó meo như vậy. Nhưng anh nghĩ ít ra đây là một cơ hội để anh có thể bước vào trong quán ăn hấp dẫn kia. Nhưng anh lại nghĩ ít ra đây là một cơ hội để anh có thể bước trong cái quán hấp dẫn kia. Em xin nói với Kako, người chủ tiệm, đang nở nụ cười nở trên môi. Ông hãy mang cho tôi một cái đùi dê nướng và thật vàng và nhiều nước sốt, bánh mì, rau quả. Tôi đang rất đói nên muốn ăn nhiều một chút.
À đừng quên, tôi còn có cậu bạn ở đây, hãy mang cho cậu ta bát nước, phải bát là bát nước mát đấy vì trời đang nóng mà. Nabeshi có vẻ hơi như phớt lờ trước tình cảnh của Taka. Taka cảm thấy thật xấu hổ, anh buộc phải ngồi đây uống nước lạnh trong khi Nabeshi đang ngấm cái đùi dây thơm phức, nhưng Taka im lặng không nói gì và anh nghĩ mình chẳng có điều gì để nói cả. Tuy nhiên Dabashi biết rõ những gì Takat đang nghĩ trong đầu của mình, cầm khoát tay chào những thực khách đang trong quán. Dabashi vừa nói với Takat: "Tôi nghe một người từ Ufa trở về kể rằng ở nơi đó có người đàn ông giàu đang sở hữu một viên đá trong suốt có thể xuyên bên kia, đặc biệt là viên đá nó màu vàng. Nên cảnh vật nhìn qua phiến đá sẽ rất khác lạ, nó không giống như một cảnh vật hàng ngày mà chúng ta thường thấy. Theo cậu, điều này có nghĩa là như thế nào? Takat, cậu có cho rằng cảnh vật có thể xuất hiện một màu sắc khác không?" "Tôi nghĩ ắt là như thế," Takat vừa đáp vừa nhìn cái đùi dê ngon lành đang bày ra trước mặt hai người. "Đúng, tôi vốn biết điều đó là sự thật bởi vì chính tôi cũng đã chứng kiến điều đó. Tôi sẽ kể cho cậu nghe về câu chuyện này." Tabasu sắp kể câu chuyện vừa rồi đó, một khách ngồi gần đó nói nhỏ vào tai một người bạn ngồi bên cạnh mình, rồi những tấm thảm của anh tăng lại gần chỗ ngồi của Dabashi và Takat. Nhưng thực khách khác cũng mang thức ăn đến và vây quanh hai người, và họ nhao nhao bên tai của Takat và đẩy anh ta ngồi xích vào bằng những cái đùi dê béo ngậy. Họ nhanh nhanh bên tay của Takat và đẩy anh đang ngồi xích vào những cái đùi dê béo ngậy đang ăn ở trên tay. Trên là nhưng tuyệt nhiên không có ai mời anh ta một miếng nào. Davasi cũng không có ý chia sớt một chút gì cả, thậm chí cũng không đẩy cho anh ta một vụn nhỏ bánh mì nào để có thể nó để cứ để nó rơi xuống dưới sàn nhà. Câu chuyện vừa rồi tôi kể, đây là một câu chuyện thật trong trong đời tôi lúc chàng thanh niên mắc nợ ngập đầu. Sướng. Có khi còn trẻ tôi học bài học cách nằm yên ngựa. Lúc đó tôi vừa mới cưới vợ, mặc dù tay nghề chưa cao lắm, nhưng hàng tháng tôi cũng kiếm được một số tiền kha khá, vừa đủ cho một cuộc sống trung lưu. Tôi thường mua những chiếc áo đẹp sang trọng để tặng vợ tôi. Dần dần tôi nhận thấy chủ các cửa hiệu tin tưởng tôi và luôn vui vẻ bán cho tôi khi không đủ tiền mua trả hàng. Vì thế tôi không ngần ngại chi tiêu một cách hoang phí. Từ bắt đầu, những khoản nợ rất ít còn nhỏ khiến tôi có thể chi trả được, cho đến một ngày tôi nhận ra những món nợ tuy nhỏ nhưng cộng lại thành một con số rất lớn và tôi không thể trả hết nợ được. Cuộc sống của tôi bỗng chốc trở nên khốn đốn và tồi tệ, mặc dù tôi phải đi vay mượn người thân bạn bè để trả nợ, nhưng các khoản nợ dây dưa không hết, thậm chí càng ngày càng nhiều hơn. Ngày nào tôi cũng bị những chủ nợ đuổi theo để đòi tiền, căn nhà và những vật dụng có giá trị đều bị họ xiết hết.
Vợ tôi đau đớn và tủi nhục bỏ về nhà cha ruột của cô ấy. Tôi mất việc, mất nhà, trong túi không có một xu nào cả. Một hôm, trong cơn tuyệt vọng, tôi quyết định trốn khỏi Babylon để đến một nơi khác có hy vọng làm lại cuộc đời. Trong 2 năm trời, tôi làm thuê những người thương lái lữ hành rày đây mai đó, nhưng vẫn không khấm khá lên được. Rồi sau đó, đoàn lữ hành của tôi rơi vào tay bọn đạo tặc. Nhưng cuộc sống vẫn không khá lên được. Nhưng mà cuộc sống vẫn không khá lên được. Rồi. Xin chào mọi người, xin chào. Có phải quay 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 xin nó và sát quay xin nó và xin Pepper.
Linh này chị quen bác sư các bác đi khót dây dây bác đi tư sư cho sát quá trình phò sinh sử mất sinh lái trình ở lần lại Apparently. Apparently. Say. Nó liên quan Vinly, New York City, Visit Go and Visit Man. He is a businessman, acquire, and What the ring good to a woman like? Another ring joy. Color bleed. Để mình lưu. Oh, wow. Vâng, em trả lời được quả đến 6 câu thứ 6 rồi ạ. Green shoe grew. Tonight chicken just sitting in restaurant. It's a bit one shot grew very well. Green chicken, green bean. Zack Butters pistol. Eight. Take away. You take parts of pixel medium faded, medium color, small. Okay. Jack Pixel. Medium color.
Nine. When do American often eat pancake? For breakfast. Flying in 1 minute. 1 minute. One minute. One minute, with some more. Cô listening phần B, câu 1 chọn C, câu 2 chọn D, câu 3 chọn B, câu 4 chọn A, câu 5 chọn A, câu 6 chọn D, câu 7 chọn C, câu 8 chọn A, câu 9 chọn B và câu 10 là D, 1 minute. À, 9 rưỡi cô ạ. Với lại kỳ trước cô hẹn cho con một điểm cộng thêm một điểm vì con hay đi sớm ấy ạ. Vâng, nhưng mà cô chưa có cộng à, thì kỳ này điểm em có hơi thấp. Dạ vâng.